Hello, xin chào các bạn. Mình là Đê Lam đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại chơi tiếp Mafia 2 ha. Và để mình bắt đầu tiếp câu chuyện nè. The story Road chapter. Đang ở chapter Murphy Law, lực của Murphy. Ở tập trước thì mình đã đi bán xăng cho ấy lộn bán tem xăng cho quỷ Henry Tomasino. Henry Tomasino là một cái nhân vật gọi là đệ tử ở trong bang mafia của nhóm Clementera phải. Ở trong thành phố này có ba nhóm là đệ tử nói. Đồ, mấy xỉu uống bia luôn. Didn't know Joe could even write. We got another job. Something really big. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lockpicks. Đâu, một bức thư của Joe để lại nói là phải đến quán Freddy vào tối nay, mang theo súng với lại lockpick, đồ mở khóa. Ở đây có tạp chí gì? Mình nhớ là lần trước mình chơi là có cái tạp chí gì đó ở đây. Đù, tiền mà nó dục trên bàn kìa. Có lẽ là đã đến lúc mua lái xe đi mua cho Vito một bộ đồ mới rồi. Chứ để ảnh mặc cái bộ đồ này nhìn nhếch nhác quá. Ồ, nhà nào nuôi chó hay ớn rồi. Mà nó đói ăn hay sao á. Ủa, này ra cổng chính mà. Excuse me. Oh, disgrazia. Ngon. Xe sửa đẹp rồi ha. Bóng loáng luôn. Làm như mới rửa xong vậy. Để mình đi ra tiệm cửa hàng thời trang đã mua một bộ quần áo. January 16th, as they pushed back the Ardennes offensive, which was launched by Nazi troops in December. New reports indicate that the German armor has been left in pieces as the Allies continue their march toward Berlin, and victory gets even closer to fruition. For press radio, thay vì làm nhiệm vụ là ngoài bên phải, mình sẽ đi thẳng để mình tới cửa hàng bán đồ quần áo gì đó để mua một bộ đồ cho Vito. Hy vọng là lúc này trong túi Vito có đủ tiền rồi. Ở tập trước mới sửa xe hết. Ôi xem nó đụng xe à. Mới sửa xe hết 100 mấy chục đồng. Tốt nhất là đậu xe ở trên lề đi. Rồi đi bộ qua bên kia mua. Chứ không thôi nó đụng. Mình cứ quay đầu xe là thế nào. Ủa, không phải chỗ này. Cái này là quán bánh mà. Nhầm. Ta đi tiếp mà. Tốt lắm, đèn đỏ rồi. Nên quẹo đây. Ồ, cửa hàng thời trang ở đây luôn ha. Đó, đậu ngay đây. Rồi, vô mua đồ. Em. Get out of my face. Chào em. Feel free to look around, just let. Có bộ nào mắc nhất cứ lấy cho anh coi. Ồ. Bạch đen hả? Boris. Này là thử được không? Bộ này nhiêu? 55 đô hả? 67 đô. Mấy cái ở ngoài mắc hơn. Mà mình Vito chỉ cần mua một bộ ở trong như vậy là đủ rồi. Hai bộ này đi. Nè, cho nó sáng sủa một chút. Đâu? À vậy cũng được rồi. Come back, Iggy. Ok, giờ để ye xe lại. Xe này mình mới sửa xong cho nên mình không có muốn một vết xước nào hết. Để lên ông nội.
What the fuck? Sao là cảnh sát lại đứng đây vậy? Nó đang quẹo trái xi nhan này rồi đúng không? Barry Shun from Shun and Sons Grocers. Giờ mới chịu đi. Đâu có đèn đỏ gì đâu đây. And soon I'll be handing over the reins to my sons Perry Jr. and Gunther. The Shun family wants you to know that even now when times are lean, we strive to maintain the best selection of groceries for you and your family. So for all your grocery needs, come to Shun and Sons Grocers. Đừng rơi lại giả. Có chạy giúp nào không? Hên. Động nhẹ thôi chứ thấy không có không thấy vết chày nào hết. Nhưng mà chắc là đem vô tiệm sửa xe thể nào nó cũng tính một tính tiền gì đó, chắc là chày nhưng mà mình không thấy thôi. Sao miễn là xe còn đẹp là được rồi. Freddy Bar đây, vô đây đậu xe đây. Gì? Thế là bỏ chạy hả? Bear. Để xe đó không biết có mất không ta. Không thấy ai trong xe cho mình hết. Oh. Hey, look who's here. Where the hell you been? Laying around in bed all day. Hey, I'm entitled to a little rest after that last job, don't you think? What can I get you, sir? Coffee. Cafe, em. Just for now. When Alberto hears about this, the shit is gonna hit the fan. Ủa, lão này là ai à? Believe you me. So, I heard you didn't score too big last night. Well, it wasn't exactly my fault. Shit happens. All right, come on, relax, fellas. It's a high-risk business. If you don't like it, you can always go break your back working the peanuts down at the docks. Sorry, Henry, I was just breaking balls, you know. So how about tonight? We still on for what we talked about yesterday? In a minute. That is too fucking much, too fucking many. I want my money! What? Come on, some kind of fucking charity here? Do it. Can you? Lão này hình như là sếp của who was that? Henry. Sao? Somebody you don't need to know right now. All right, listen up. There's a guy who owes the boss some money. He borrowed it to open some big jewelry store. He's not paying it back fast enough. We're gonna collect his payment tonight. Uh-huh. In jewels. Plus, a little extra for our trouble. Joe, fill him in. The jewelry store's in the shopping mall in the middle of town. There's no guards at night. So all we gotta do is pick the lock and waltz right in. Sounds a little too simple. Because it is simple. Why's everything gotta be so fucking complicated with you? Says the guy who can barely change a light. Look, don't worry. I thought of everything. I got these phone company uniforms so we can pretend to be fixing something. Fair enough. Let's go. All right. We're gonna rob this fuck blind. All we gotta do is wait until dark. Ok, bây giờ là phải đi ăn cướp cửa hàng nữ trang luôn. Quỷ Vito, ấy lộn, thằng quỷ Joe này nó làm chuyện gì nó cũng nghĩ là đơn giản hết đó. Lên xe coi. Xe vẫn để đây chứ không bị mất. Mất chắc là mà mình quậy banh thành phố rồi lên luôn á. Ui, bể kiến rồi, ê, nhìn kìa. Các bạn thấy không? Đây nè, kiến bị bể kìa. Ôi, rõ ràng là có thằng nào nó đập ghét cái đập bẫy kiến của mình. Dạ.
Vô anh bạn, vô mập. Jewelry, đồng hồ và kim cương, quà tặng cho đám cưới và tốt nghiệp. Úi, có vụ này nữa hả? Lẹ, kêu cảnh sát nó thấy. À, damn it. Rồi, ngon. Vô. Vô bạn. Cái gì vậy? Đâu? What the fuck? Bọn nào vậy? What the hell is this? Update. Come on boys, the cops will be here any minute. Đồ. Ngu tầm ngu, mã tầm mã rồi. Fucking O'Neill. What the fuck is this? You crazy bastard, what the fuck are you doing? Barbaro, what the hell are you doing here, you fuck? Tụi nó có 6 đứa rồi. You're a little late, chief. There's nothing left here for you. Fuck off, fatso. This is our house. Sao mấy thằng kia nhỏ nhỏ. You wanna get out of here in one piece, you better hand over everything you've got. Well, the sign outside didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it on fire. 1031 reported at the Westside Mall. Repeat, 1031. Burglary in progress. This is car 54. We're on it. And I suggest you get lost before the cops show up. Fuck! Fuck! Kiss my ass. Chạy lẹ. Ôi. Ủa mấy số quá nhỏ. Let's get the fuck out of here. Get them lads. Ryan, what about the cops? Cứu tao. Chạy lẹ. Tao có súng không? Ừ. What the fuck? Mở cửa ra. Yes, why open his door? Keep those assholes off my ground! Nó bắn tao kìa Joe! Cứu tao! Ê, tụi nó có súng luôn kìa. Để tao đi lấy khẩu súng cái. Mày đợi tao chút nha. Rồi, tao có khẩu súng này là tao tự tin rồi đó. Đi! Đâu? Cảnh sát mà nó có súng này luôn, Tiểu Liên không? Em Thompson luôn, ghê rồi. Ồ, nạp đạn đầy đủ rồi, lỡ súng này hết đạn lấy súng lục ra bắn. Fuck! Chửi gì vậy Ben? Có ai trên đó hả? Shit, another dead end. Đấy, thằng nào lên đây nữa? Ô bắn là chết. Mở cửa đi Jones. Come on, Jones. What the fuck? Cái gì làm mày tốn nhiều thời gian vậy, Jones? We gotta go to space. Come on, move your ass. Run. Fuck, crazy. It's covered in ice. One slip and we're dead. We got no choice. I ain't gonna. Ha 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 ha. Châu chấu mà đòi đá xe hả? Từ từ, tao lên liền nè. Đâu? Get your ass trên vần quá vậy. You waiting for a formal fucking invitation? Over there. Shoot. Jesus Christ. Almost lost you there. Yeah. Xem nó chực chừng đó. Shit myself. Where'd they go? They must have gone this way, Sarge. Oh fuck that. I don't get paid enough for this. Lương công an không đủ để This way. This should take us to the street. Chúng ta nên đi đường này. Trốn. Thay cái bộ đồ này đi, đang bị truy nã nữa mà. Shit. Cops. Cop. What the fuck? Where? Police. There's no way out. Oh. What the fuck? Sao mày không lo cánh đó hả, Jones? Nó bắn tao kìa. Thêm nữa kìa. Có lựu đạn không? Trời đi Joe. Tao không thấy nó đâu hết. Nó kìa kìa. Headshot. Hắn còn một thằng ở đây. Đi. Kệ nó. Súng này hãy còn đạn 100 viên. Được.
Henry's never gonna believe this. Stupid bastards. Let's go. Cắt đi, xong rồi. Cắt súng đi mày. Ê, tụi nó bị bắt cơ. Look at the Irish my hands. Who the hell was that? Brian O'Neill, crazy Mick bastard. Not too bright. Usually works his high-end muscle. Yeah, I didn't think he was the brains of the operation. Oh, cảnh sát kìa. Shit, the cops. Come on, get out of the light. Let's go. Come on, come on, come on. Don't worry. Give me a bag. I'll go ditch the goods. No. Sao giống lúc đầu vậy? All right, pal. Meet you back home. Try not to get pinched on the way there. Lúc đầu Vito cũng đưa cho thằng Châu cái túi túi kim, túi tiền vàng bạc xong rồi hả? Ôi. Xong rồi hả, cũng bị cảnh sát bắt. Mình nghi lần này cũng bị như vậy đó. Rồi 4 sao luôn. What the fuck? End of the day, go to Joe's. Chết mồ, đi đường này không có đi được. Ai? Rồi, chúng ta bị vây khốn ở đây rồi. Khốn nạn thật. Xong. Ê. Nó vẫn thấy mình hay sao á? Hoặc là nó nghe tiếng súng. Ấy, dài. Come on, bitch. Xong. Đơn giản. Bây giờ mình chỉ bị Most Wanted thôi chứ không có kiếm một chiếc xe gấp. Mình xác ở ngoài kia rồi. Ý, cảnh sát đứng ngoài kia kìa. Mà chẳng biết trong xe có người không. Get the fuck out. Cho mượn xe đi anh bạn. Oh shit. Ta bị nhiều cảnh sát bắt quá vậy. Ủa tại sao nó không bắt mình ta? What the fuck? Oh. Kiểu như là mình đi xe là tụi nó không. Ok, hello, xin chào các bạn, mình là Đê Lam đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại chơi tiếp Mafia 2 ha. Và để mình bắt đầu tiếp câu chuyện nè. The story, rồi chapter. Đang ở chapter Murphy Law, lực của Murphy. Ở tập trước thì mình đã đi bán xăng cho, ấy lộn, bán tem xăng cho quỷ Henry Tomasino. Henry Tomasino là một cái nhân vật gọi là đệ tử ở trong bang mafia của nhóm Clementera vậy. Ở trong thành phố này có ba nhóm là để đệ tử nói. Đồ, mấy xài uống bia luôn. Didn't know Joe could even write. We got another job. Something really big. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lockpicks. Đâu, một bức thư của Joe để lại nói là phải đến quán Freddy vào tối nay, mang theo súng với lại lockpick, đồ mở khóa. Ở đây có tạp chí gì mình nhớ là lần trước mình chơi là có cái tạp chí gì đó ở đây. Đù, tiền mà nó dục trên bàn kìa. Có lẽ là đã đến lúc mua, lái xe đi mua cho Vito một bộ đồ mới rồi. Chứ để ảnh mặc cái bộ đồ này nhìn nhếch nhác quá. Ồ, nhà nào nuôi chó hay ớn rồi. Nó đói ăn hay sao á. Ủa, này ra cổng chính mà. Excuse me. Oh, disgrazia. Oh, ngon. Xe sửa đẹp rồi ha.
Ok, hello, xin chào các bạn, mình là Đê Lam đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại chơi tiếp Mafia 2 ha. Và để mình bắt đầu tiếp câu chuyện nè. The Story Low Chapter. Đang ở chapter Murphy Law, luật của Murphy. Ở tập trước thì mình đã đi bán xăng cho, ấy là ông bán tem xăng cho ông quỷ Henry Tomasino. Henry Tomasino là một cái nhân vật gọi là đệ tử ở trong bang mafia của nhóm Clementera phải. Ở trong thành phố này có ba nhóm là để đệ tử nói. Đồ, mấy xì uống bia luôn. Didn't know Joe could even write. We got another job. Something really big. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lockpicks. Đồ, một bức thư của Joe để lại nói là phải đến quán Freddy vào tối nay, mang theo súng với lại lockpick, đồ mở khóa. Ở đây có tạp chí gì? Mình nhớ là lần trước mình chơi là có cái tạp chí gì đó ở đây. Đù, tiền mà nó dục trên bàn kìa. Có lẽ là đã đến lúc mua, lái xe đi mua cho Vito một bộ đồ mới rồi. Chứ để ảnh mặc cái bộ đồ này nhìn nhếch nhác quá. Ồ, nhà nào nuôi chó thấy ớn rồi. Mà nó đói ăn hay sao á. Ủa, này ra cổng chính mà. Excuse me. Oh, disgrazia. Ồ, ngon. Xe sửa đẹp rồi ha. Bóng loáng luôn. Làm như mới rửa xong vậy. Để mình đi ra tiệm cửa hàng thời trang đã mua một bộ quần áo. Oh man. But you can help change that by donating your unused metal item. Whether it's a rusted out fender from that old Potomac Indian or a washboard that's seen better days. Most any kind of metal is accepted and appreciated. Remember, you can make a difference. Ok, hello, xin chào các bạn, mình là Đê Lam đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại chơi tiếp Mafia 2 ha. Và để mình bắt đầu tiếp câu chuyện nè. The Story Low Chapter. Đang ở chapter Murphy Law, luật của Murphy. Ở tập trước thì mình đã đi bán xăng cho, ấy là ông bán tem xăng cho ông quỷ Henry Tomasino. Henry Tomasino là một cái nhân vật gọi là đệ tử ở trong bang mafia của nhóm Clementera phải. Ở trong thành phố này có ba nhóm là để đệ tử nói. Đù, mấy xì uống bia luôn. Didn't know Joe could even write. We got another job. Something really big. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lockpicks. Đù, một bức thư của Joe để lại nói là phải đến quán Freddy vào tối nay, mang theo súng với lại lockpick, đồ mở khóa. Ở đây có tạp chí gì mình nhớ là lần trước mình chơi là có cái tạp chí gì đó ở đây. Đù, tiền mà nó dục trên bàn kìa.